Chỉ khi nào chứng kiến những hình ảnh này, bạn mới thấy những vất vả gian nan của người đi rừng. Đây là hình ảnh của một người bạn tôi đi rừng để lấy tầm rừng nghiến. Tầm rừng nghiến là một loại tầm người sống ký sinh trên cây nghiến, thường là sống ở trên những cây gỗ nghiến đỏ cổ thụ. Người ta gọi là củ tầm nghiến hay quả tầm nghiến, thường như vậy. Khi thái, tầm người nghiến ra thành từng lát mỏng. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên bề mặt của lát tầm người có các vân giống như vân gỗ nghiến. Lúc mới thái có màu nâu trắng, để vài phút sẽ chuyển sang màu hồng và màu nâu. Củ nghiến, dái nghiến thường là có màu trắng. Theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Thái ở vùng núi Tây Bắc, do họ thường xuyên phải đi làm nương, nhất là những người đi khai thác gỗ trong rừng, họ thường lấy tầm gửi nghiến về đun lấy nước uống, giúp giảm đau xương khớp, khỏe gân cốt. Đặc biệt với gút, tầm gửi nghiến có tác dụng rất tốt trong việc giảm đau và giảm sức của các khớp. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, chúng tôi phát hiện thấy tầm gửi nghiến có tác dụng rất tốt đối với thận và gan. Hai tác dụng chính đó là làm mát gan và ổ thận, giúp giải đau lưng, thoái hóa xương khớp. Kể cả những người bị bệnh huyết áp cao hoặc thấp, dùng tầm gửi nghiến đều rất tốt. Với các lương y Trung Quốc thì thường hay dùng tầm gửi nghiến để ngâm với rượu, có thể thái lát, sau đó ngâm với đường trắng hoặc mật ong. Ngoài ra, ở Việt Nam hay dùng cách là ngâm với rượu hoặc đun nước uống. Bạn có nhu cầu sử dụng tầm gửi nghiến, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Xin nhắc lại, bạn có nhu cầu sử dụng tầm gửi nghiến, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Chúng tôi nhận chuyển hàng đến tận nhà và thu tiền. Xin cảm ơn các bạn.